Bão số 6 có tên quốc tế là Nakri đang tăng tốc và tiến về phía đất liền các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, các vùng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão số 6, đặc biệt là các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi, đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học vào ngày 11 tháng 11. Cụ thể, tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cho 190.000 học sinh các cấp nghỉ học vào thứ hai ngày 11 tháng 11, ngày bão Nakri dự kiến sẽ đổ bộ. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định cũng yêu cầu cho 378.000 học sinh nghỉ học vào ngày 11 tháng 11. Căn cứ tình hình thực tế cho học sinh đi học lại, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa chỉ đạo các trường cho khoảng 280.000 học sinh nghỉ học trong 2 ngày 10 và ngày 11 tháng 11. Sau báo các trường phải tổ chức dạy bù. Tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ đạo cho 270.000 học sinh nghỉ học từ ngày 11 tháng 11, yêu cầu các trường theo dõi chặt chẽ diễn biến về mưa lũ, gió lốc, đặc biệt là các trường ở vùng trũng, vùng núi, vùng bãi ngang, vùng thường xuyên sạt lở. Khi báo đi qua, các đơn vị giáo dục phải phối hợp với các cơ quan phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường khắc phục hậu quả, điều kiện để đảm bảo cơ sở vật chất việc dạy và học.